Cô chú anh chị miền Tây nào có ăn gỏi xoài tôm khô chưa? Nếu mà chưa ăn thì làm thử ăn đi. Đây nè, cái món gỏi xoài tôm khô của em nè, rất là chi là hấp dẫn. Thì hôm nay vợ chồng em ăn là tôm khô gỏi xoài, và một thêm một món nữa đó là gà, cánh gà ốp sẵn của người Ấn Độ đó, ở siêu thị nó bán đó. Thì em chỉ có việc là đi chiên nó thôi. Đơn giản lắm, món ăn hôm nay rất là đơn giản. Mời cô chú, anh chị và các bạn vô bếp cùng chế biến các món ăn đơn giản này với em nha. Hôm nay em nấu món đơn giản lắm cô chú, anh chị. Nè, đây là hai cái gà mà em mua ở trong siêu thị đó, nó ốp sẵn đó. Em mua hai dĩ. Một dĩ nó có, một dĩ này có 9 đồng 30 à. Còn dĩ này 12 đồng 50 sen, 50. Em lấy hai dĩ. Thì bây giờ em sẽ đem đi chiên nó. Cái này thì bỏ ở trong cái nồi mà nồi chiên không dầu á, nhưng mà em không có bỏ vô nồi chiên không dầu, em chiên cho cô chú anh chị xem. Là màu mè vậy đó. Còn cái này là tôm khô. Tôm khô cái này là một năm nè, em bỏ trong tủ lạnh nè. Thì em sẽ nấu nước sôi em đổ vô trong tôm khô nha. Còn cái này, đậu que này hồi chiều hôm qua em làm bò biscuit với cái xong bên còn đó. Thì với còn dư nhiêu đây nè, em cũng em cắt ra, em rửa sạch sẽ rồi bắt đầu em luộc, em xào sơ cho anh John ăn chung với thịt gà. Còn cái này là em để em bóp, em trộn nước tương với tôm khô ăn ngon dữ lắm cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ em sẽ bắt tay vô làm nha. Trời ơi, đây nè, cái này là em mua nè, em mua trên Amazon á. Cái mà em quên xài luôn. Cái tự nhiên á, bây giờ em đi cắt cái này nè. Em cắt đậu que là em mới nhớ, ủa sao không có cái dao nhỏ nhỏ ta. Nhớ trực lại là mình mua cái này mà mình quên đem ra xài. Giờ lấy ra xài chứ để làm gì mua xài mà. Trời, dễ cưng không? Dễ cưng không cô chú anh chị? Nó Nó có mấy cây luôn? 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 4 cây dao và một cái bào và một cây kéo. Dễ cưng chưa? Đó. Thì bây giờ em sẽ cắt cái này. Cái gì vậy trời, không bén gì trơn á. Đây nè, em rửa xoài với em rửa đậu que xong rồi nè cô chú anh chị. Em sẽ bào vậy. Em sợ vô tay em quá hả? À, cái này nó bào nó vậy nè. Em để vậy đi, em bào cho nó an toàn cái tay của em. Nó nhanh gọn lẹ. Tôm nè em ngâm rồi nè cô chú anh chị, và xoài em đã bào xong rồi. Thì bây giờ em sẽ đó. Hai muỗng nước tương. Hai muỗng cà phê đường. Đây là dầu mè của chú anh chị. Em bỏ vô đây chưa được muỗng dầu mè nè. Đó.
Đây là ớt bột. Không phải ớt bột mà ớt xay á, ớt xay. Ớt xay, ớt khô xay á cô chú anh chị. Anh chị muốn ăn cay thì ăn cay thì bỏ vô nhiều, anh muốn ăn ít cay thì bỏ ít. Cái này thì em không biết là anh Doan hồi ảnh có ăn không nên em bỏ ít thôi, chứ xíu mà nếu mà anh không ăn thì em bỏ vô thêm. Cái ớt này á là mẹ em á, mẹ nhà ớt nhà đó, rồi á, rồi nhà chồng đó, rồi phơi khô rồi sấy đó. Trời ơi, cái món này con gái của em nó thích ăn lắm. Bé Quỳnh nhà em thích ăn cái món này lắm. Nè, bây giờ nó thấm này nè. Bây giờ nó đều nè, chứ không phải nó thấm, nó đều nè. Em mới bỏ tôm khô vô. Giống như cái gỏi gì đó cô chú anh chị. Hết sảy chưa? Hết sảy chưa cô chú ơi? Ok em để đây. Xay qua em cũng bắt cái chảo lên nè. Em đổ dầu vô, rồi em mới bỏ thịt gà mà em mua ở siêu thị đó vô chiên. Cái thịt gà này nè, nó ốp vừa miệng ngon lắm. Mà nó ốp cay 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 cay, nó thơm thơm. Cái mùi gia vị đó cô chú anh chị rất là ngon. Ai mà đi làm về mệt, không có thời gian mà nấu nướng đó, mua cái này sẵn về bắt đầu làm. Trời ơi, em cũng không biết sao á, mà em chiên sao mà em đâu có đổ mà nước đâu. Hồi nãy cô chú anh chị thấy em cũng đâu có đổ mà dầu nhiều đâu. Mà cái lúc chiên á, một hồi cái nó ra nhiêu nước đây nè. Mà em nghĩ kệ đi, mình chiên nó ra nước như vậy, cái mình chiên từ từ á, một hồi cho nó chín tự bên trong, chín ra đó, nó cũng ngon. Thì em dặn dựa lửa lớn cho cái thịt gà nó vàng nè, chín rồi đó cô chú anh chị. Xay qua em thì cũng bắt cái nồi nước sôi lên, em luộc sơ cái đậu que nè. Để cho nó sôi cái là em mới nhắc xuống. Em nhắc xuống thì em sợ nó chín nó đen đó, em mới đổ nước lạnh vô. Một phần là mình cũng muốn bảo vệ cái bồn nước, sợ nó mình đổ nước nóng quá nó bị quéo ở dưới cái ống dẫn nước ở dưới cô chú anh chị. Thì xong rồi nè, xanh ươm mà. Đem qua đây bỏ miếng muối vô, miếng tiêu vô, rồi xóc lên. Vậy là đơn giản và nhanh gọn lẹ, và nó có đủ chắc, không có bị mất chắc á cô chú anh chị. Nó nhìn xanh ươm mà ngon ghê chưa. Bây giờ đổ ra dĩa nè. Thì đồ ăn của em nó cũng xong hết rồi đó cô chú anh chị, đơn giản mà. Mà công nhận hai đứa em ăn cơm đơn giản, có gì ăn đó à, chứ không có mà cầu kỳ nấu 3-4-5 món đâu. Thì xong rồi nè cô chú anh chị, em xắp gà ra dĩa, rồi chuẩn bị dọn cơm ăn thôi. Đây là cái món xoài trộn gỏi tôm khô của em, nhìn ngon chưa. Và đây là cái món là gà mua sẵn ở siêu thị chế độ que luộc. Nhìn nó cũng hấp dẫn chứ bộ cô chú anh chị. Ghẻ ghề, tốn có hai mấy đồng tiền tiền gà thôi mà được bữa ăn rất là ngon.
Đó, thì bây giờ em và anh John cũng chuẩn bị ăn rồi. Em mời cô chú anh chị và đại gia đình ăn cơm cùng hai vợ chồng em nha. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Hello. Hello. Everybody. Thì hôm nay đây là cái món gà em làm sẵn, em mua sẵn ở trong siêu thị á. Đó, còn đây, đây cái món mới, đây là cái món quan trọng. This important tonight. Why? Because this is mango. Okay. Green mango and you know very well what is it. Okay. You can hold on this one. Cho anh John ăn gỏi xoài tôm khô thử anh ăn không? Đó. Okay. You try this one. This one very taste. Mời cô chú anh chị và đại gia đình ăn cơm cùng em nha. Và đây là một dĩa trái cây. Enjoy. Ai đó sốt cái đi này đó. Mời cô chú. This one. Is this one very nice? Ngon lắm, cô chú làm ăn thử đi. Cái gà này nè. Ốp ấy. Người ăn ốp á. Siêu thị nào cũng có luôn. Nhanh gọn lẹ, ai mà không nấu á, ai mà không có nấu ăn á, lười lười nấu ăn đi làm về mệt á, ăn này. Quên. You want to cut something? Yeah. Everybody here. Ngon quá. Mà em dễ ăn. Cái gì em ăn cũng được hết á. Bù lông con tá em ăn không được thôi chứ cái gì em ăn cũng được á. Con ngon. Kêu anh ăn thử. Mà hỏi anh ăn nữa không, anh nói không. Cái xoài này nó chua kinh khủng. Làm vậy ăn mới nổi. Quỳnh thích, Quỳnh like. Yeah. This one. Quỳnh là bé con của em. What time you come? Tomorrow, Nakel. I don't
anh mới làm về luôn. Hai vợ chồng em ăn đơn giản, dễ ăn nữa, không phải cầu kỳ đâu. Yeah. You finished? No, I'm sure. Have rice. Yeah. No need shower. Em cắn cái đậu á, nó văng nước ảnh, ảnh không cần phải, ảnh không có cần phải đi tắm. So funny. Chạy lên đầu. Ảnh ăn cái tay bên đây nè, bởi vì hai đứa nó cứ dướng cứ dướng. À. You want dessert? After. Yoga. After. Hello. Em cút ngắn cái thời gian ăn lại nha cô chú anh chị và các bạn, để hai vợ chồng em ăn lâu lắm, để cô chú anh chị coi nó lâu, nên em xin em và John cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ hai vợ chồng em. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Nếu cô chú anh chị và các bạn có yêu thương hai vợ chồng em thì cho hai vợ chồng em xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt share. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.